chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc Xperia Tablet Z. Khác với phiên bản quốc tế thì đây là phiên bản nội địa dành cho thị trường Nhật Bản. So với bản quốc tế, bản nội địa có sự khác biệt hơn là ở ngoài nó có logo của nhà mạng là Docomo màu trắng toàn bộ và nó không hiện lên cái hình của máy như là ở phiên bản quốc tế. Sau đây mình sẽ mở hộp chiếc Xperia Tablet Z này. Các bạn có thể thấy đây là máy của chúng ta. Bây giờ mình sẽ để máy sang một bên và xem là nó có những phụ kiện gì ở trong máy. Đây là tai nghe. Chúng ta được cung cấp tai nghe và cả những cái tai nghe, những cái vỏ ở ngoài để thay thế. Còn đây là đốc sạc. Đây nữa. Khác với các chiếc máy tính bảng khác thì với chiếc Xperia Tablet Z này, nó cung cấp cho chúng ta đốc sạc chứ không phải là sạc dây như các máy tính bảng bình thường. Vẫn như thường lệ thì đây là các bản hướng dẫn sử dụng nhưng mà tiếng Nhật chứ không phải là tiếng Việt hay là tiếng Anh như bình thường. Bởi vì đây là chiếc máy dành cho thị trường Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc máy. Các bạn có thể thấy là ở phía bên tay trái này thì có logo của nhà sản xuất. Phía dưới này là tên của nhà mạng, còn lại là ở trên cũng không có gì cả. Phía bên trên này là camera trước 2.0 megapixel. Phía dưới chúng ta có 4 mic, có 4 loa ngoài, 2 ở bên trái và 2 ở bên phải. Các bạn có thể thấy rất rõ. Vì là chống nước cho nên là các cái cổng kết nối đều được đậy rất kỹ giống như là Xperia Z. Đây là cổng sạc micro USB. Phía bên này là cổng micro SD. Chúng ta có thể cắm SIM và thẻ nhớ ở đây. Các bạn có thể thấy chống nước đậy rất là kỹ. Phía bên trên này của máy là cổng kết nối hồng ngoại và mic. Cạnh trái máy là chân kết nối nam châm với các phụ kiện. Đây là phím tăng giảm âm lượng. Phía bên trên phím tăng giảm âm lượng là mic. Bên trên nữa là phím nguồn. Còn đây là cổng cắm tai nghe. Và có một điều đặc biệt nữa ở chiếc máy tính bảng này dành cho riêng thị trường Nhật Bản, đó là có anten. Đây các bạn có thể thấy, mình sẽ lôi cái anten này ra. Trở lại mặt sau của máy, các bạn có thể thấy là cái mặt trắng này nó rất là dễ bị bẩn khi mà cầm vào nếu như mà tay bạn không sạch. Nó có một điều khác biệt hơn so với Xperia Z, chiếc smartphone Xperia Z, đó là mặt ở đằng sau của nó rất là sần. Nó không là mặt kính giống như là smartphone Xperia Z. Ở phía bên trên này là camera 8.0 megapixel, có logo của Xperia. Các bạn có thể thấy là chiếc Sony Xperia Tablet Z này giống như một chiếc smartphone Sony Xperia Z phóng to. Và trông nó không khác gì với chiếc Xperia Z của chúng ta cả. Đây có thể được coi là chiếc máy tính bảng chạy Android đẹp nhất trên thị trường. Với thiết kế tương đồng giống như là Xperia Z thì máy có cái thiết kế cực là mỏng 6.9mm, khá nhẹ với 495g nhưng mà nó vẫn chắc chắn và nguyên khối. Màn hình 10.1 inch, độ phân giải 1200 đến 1920, bộ nhớ trong là 16GB và 2GB. Nó được cài hệ điều hành Android 4.1 với thời lượng pin là 6000mAh. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì mình cảm thấy chiếc tablet Z này khá là đẹp, màu trắng sang trọng và tinh tế. Nhưng mà có một điều là ở đằng sau mặt của nó là mặt sần mà màu trắng cho nên là rất là dễ bẩn. Nếu như mà ai mà không quen giữ sạch hoặc là để có những cái thói quen để ở những cái chỗ không sạch sẽ, có nhiều bụi thì đảm bảo là máy sẽ bị bật nhanh chóng hơn. Vì mình là con gái cho nên là mình cảm thấy là mình nên sở hữu một chiếc tablet Z này thay vì một chiếc iPad, bởi vì là nó vừa nhẹ và thời trang hơn là rất là nhiều. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ với bạn bè và subscribe trên kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.